Thật ra gần đây thì nho mẫu đơn được giao bán khắp chợ mạng với giá chỉ khoảng 100-170.000 đồng một kg, đang thu hút đông đảo khách hàng đặt mua. Mỗi chùm nho mẫu đơn thì có khối lượng từ 700g đến 1,2kg. Mức giá này khiến nhiều người không khỏi giật mình bởi thông thường nho mẫu đơn nhập khẩu được bán theo chùm với giá cả triệu đồng. Chia sẻ về mức giá bán này thì các tiểu thương cho biết nho mẫu đơn Hàn Quốc đang vào mùa nên rất rẻ. Tuy nhiên một số tiểu thương khác lại cho biết loại nho mẫu đơn này nhập từ Đài Loan nên giá rẻ nhiều hơn so với nho mẫu đơn Hàn Quốc và Nhật Bản đang ra bán ngoài thị trường. Trong khi đó lại có tiểu thương cho biết loại nho mẫu đơn có nguồn gốc từ Trung Quốc này bán chạy vì mẫu mã không khác nho Hàn, Nhật mà giá lại rẻ hơn nhiều. Đáng chú ý là loại nho này được đựng trong bao bì có tiếng Trung Quốc hoặc không có bao bì rõ ràng. Thấy giá rẻ lại được quảng cáo là giống nho mẫu đơn Nhật trồng ở Đài Loan, chị Thúy mua về ăn thử. Tuy nhiên chị Thúy cho biết loại nho này ăn cũng được, không quá xuất sắc như quảng cáo. Trong khi đó thì nho mẫu đơn Hàn Quốc, Nhật Bản quả to mọng, chắc, ăn rất ngọt và vị thơm dịu rất dễ ăn. Hơn nữa thì nho được chọn lọc rất kỹ càng từ giống đến quá trình canh tác hữu cơ, không dùng bất kỳ hóa chất nào trong quá trình chăm sóc, nên giá đắt đỏ tới vài triệu đồng một kg.